Sau thời hạn ấn của thực hiện, ca sĩ Subin Hoàng Sơn vừa chính thức ready music đoạn phim mới mang tựa đề Nếu Ngày Ấy. Ca khúc chủ đề mang màu sắc ballad da diết Anh do ca sĩ kim nhạc sĩ Nguyễn Đức Tùng thành viên nhóm Verbs sáng tác. Bài hát này từng được Subin Hoàng Sơn hé lộ một đoạn ngắn trên trang Facebook cá thể đây gần một năm, anh tạo được hiệu ứng tốt, được không ít người theo dõi ngóng chờ. Về phần hình ảnh của sản phẩm, Subin Hoàng Sơn tín nhiệm gửi gắm tới ekip của đạo diễn Đinh Hào Uyên Thư. Subin Hoàng Sơn dành nhiều tâm huyết, sức lực cho sản phẩm âm nhạc mới nhất. Được xây cất dưới dạng một phim ngắn với độ dài gần 8 phút cùng với sự tham gia diễn xuất của Subin Hoàng Sơn, diễn viên trẻ Quỳnh Lương. Mở đầu bằng hình ảnh nữ chính cầm tách cà phê, run run bước anh đô căn phòng nơi có người đàn ông lớn tuổi ngồi đó. Cô vô tình làm đổ tách cà phê, anh vội chạy đi với khuôn mặt sợ hãi. Chứng kiến cảnh này khi vừa đi ngang qua, Subin Hoàng Sơn lập tức chạy tới đỡ lấy nhưng cô gái từ chối. Từ đây, kịch bản dạng được xuất hiện với loạt diễn biến dành cho hai hero chính. Hóa ra, hero của Subin Hoàng Sơn An Quỳnh Lương là đôi bạn thân thiết từ hồi đi học. Subin Hoàng Sơn đem lòng yêu cô gái nhưng không dám bày tỏ. Subin Hoàng Sơn đóng cặp cùng diễn viên trẻ Quỳnh Lương trong Nếu Ngày Ấy. Tới khi cô nhận lời cầu hôn của người đàn ông lớn tuổi, anh mới cảm thấy tiếc nuối, hụt hẫng, ra quyết định giấu tình cảm với cô gái trong thâm tâm mãi mãi. Nhiều năm sau đó, khi Subin Hoàng Sơn đã trở thành quản trị trong một công ty lớn, anh gặp lại bạn cũ cùng người ông xã mình trong một bữa tiệc. Câu chuyện lên tới cao trào khi anh tận mắt chứng kiến cô gái tiếp tục bị ông xã bạo hành. Trong một lần bị ông xã đánh đập, cô đã gọi điện cho Subin Hoàng Sơn, ngăn cả hai đã cùng nhau trở về trong căn lều tuổi thơ. Tại đây, Subin Hoàng Sơn đã ngỏ lời yêu anh, muốn bảo vệ cho cô gái sau bao nhiêu sóng gió hôn nhân mà cô phải trải qua. Bất ngờ thay, sáng hôm sau tỉnh dậy, Subin Hoàng Sơn nhận được lá thư mà cô gái để lại. Cô muốn giải thoát bạn dạng thân khỏi những đau khổ sau khoảng thời gian trải qua thời hạn trầm cảm nặng nề. Hình ảnh cô ám ảnh tới mức đi đâu, Subin Hoàng Sơn cũng cảm xúc có cô ở bên cạnh. Đỉnh điểm là khi Subin Hoàng Sơn tìm đến lễ tang của cô gái, thay vì giết chết ông xã vũ phu để trả thù, anh ra quyết định tự tử để được ở bên cô mãi mãi. Với những diễn biến đầy kịch tính như nữ diễn viên chính bị bạo hành, tự sát nên Subin Hoàng Sơn ra quyết định gắn mác 16 cho Nếu Ngày Ấy. Theo ekip sản xuất, lòng trong một mẫu chuyện ngôn tình nhiều cao trào này còn muốn gửi đến người theo dõi thông điệp ngừng bạo hành trong mái ấm gia đình cũng tương tự góp một lời nói để mỗi người chú ý hơn đến tính nghiêm trọng của căn bệnh trầm cảm. Subin Hoàng Sơn truyền tải thông điệp ngừng bạo hành mái ấm gia đình anh tính nghiêm trọng của bệnh trầm cảm qua sản phẩm mới. Bản thân tôi cũng từng có giai đoạn rơi anh đô trạng thái hoang mang lại chính mình, cũng tương tự không tìm được ý nghĩa của cuộc sống. Giai đoạn đó thật sự rất kinh điển khi suy nghĩ của chính mình toàn tiêu cực, anh chưa chắc chắn bấu víu anh đô điều gì, phải làm điều gì. May mắn là tôi đã tạm dừng kịp lúc anh không để mọi chuyện nghiêm trọng hơn, vì màu đỏ lọc mây còn tồn tại mái ấm gia đình anh, những fan bên cạnh Subin Hoàng Sơn chia sẻ. Nếu Ngày Ấy của Subin Hoàng Sơn.